Chào toàn thể quý vị và bạn. Xin chào toàn thể quý bà con cô bác xa quê. Hôm nay toàn đã có mặt ở khu dân mới Hà Đông, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hôm trước như toàn có hai cái video nói về khu dương nội ở Hà Đông này, và tiếp đó là có một vài người đang định cư ở nước ngoài, trước đây cũng ở khu đô thị này và bây giờ người ta định cư ở nước ngoài, thì cũng muốn toàn quay một số cái hình này về khu đô thị dương nội này ngày hôm nay như thế nào. Chính vì thế mà mình toàn hôm nay và cũng đến khu dương nội này với mục đích là gửi những cái hình ảnh mới nhất, chân thật nhất về khu đô thị dương nội này, luôn đến một số những khán giả đó và bà con của bác xa quê, cũng như là toàn thể quý vị và bạn để chúng ta hiểu thêm về khu vực chung ngôi này. Thì đầu tiên chúng toàn sẽ mời quý vị và bạn chúng ta hãy xem một số hình ảnh qua phở lấy cam của toàn quay, sau đó chúng ta hãy cùng chúng toàn ta hãy dạo quanh một cái khu dương nội này, quanh một vòng để xem cái khu dương nội này ngày hôm nay như thế nào và hiểu thêm về cái khu đô thị mới của quận của thủ đô Hà Nội ngày hôm nay nhé. Vâng, và bây giờ mình toàn xin mời quý vị và bạn chúng ta hãy dạo quanh một vòng ở khu dương nội quận Hà Đông, thành phố Hà Nội này, xem tình hình cụ thể như nào mà được lên đài báo rất nhiều nhé. Đây là chúng ta đang đi ở trong khu vực dương nội. Ở trong khu vực dương nội này thì được đài báo nói rất là nhiều về những cái căn biệt thự mà bỏ hoang, hay là những căn biệt thự liền kề bỏ hoang. Thì ở đây là Minh Toàn đang cùng với quý vị các bạn, chúng ta đang đi ở dọc quanh ở khu dương nội. Và đây là chúng ta ra cái trục đường chính ở trong cái khu đô thị dương nội quý vị các bạn. Đấy. Đường ở trong dương nội này thì rất là rộng rãi và sạch đẹp. Đường ở trong này, cái đường chính gồm ấy khoảng 6 làn đường quý vị các bạn. Đây các bạn thấy. Và các căn biệt thự hoặc là các căn nhà liền kề như trước mặt quý vị các bạn thì chưa có người ở.
Đây là các cái nhà liền kề. Và chúng ta thử rẽ trái nhé, chúng ta rẽ trái xem ở trong cái khu rừng nội này như thế nào nhé. Đây quý vị các bạn thấy lượng người mà sinh sống ở trong khu rừng nội này cũng chưa nhiều, thành ra đường ở trong này đang rất là vắng. Đây là một căn biệt thự mà đang được hoàn thiện. Và đây là một trong những cái tuyến đường mà khá đẹp ở trong khu rừng nội này. Trong khu rừng nội ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội này thì như các bạn cũng thấy, đấy là các cái nhà đầu tư người ta chú ý đến vườn cây xanh rất là nhiều. Chính vì thế mà đường ở trong này cũng rất là sạch đẹp và mát mẻ. Đấy các bạn thấy ở đấy rất là xanh. Ở khu rừng nội cũng là một cái khu mà bất động sản đang rất là nóng ở quận Hà Đông cũng như là thành phố Hà Nội. Cách đây khoảng vài năm đổi về trước thì là bất động sản ở đây đang bị chết và được lên đài báo bởi vì những cái căn biệt thự mà bỏ hoang. Thì khoảng gần một năm đổ về đây thì bất động sản đang lại nóng trở lại. Và khu rừng nội này là một trong những cái khu mà bất động sản đang rất là nóng. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có những cái căn biệt thự mà đang bỏ hoang như này quý vị các bạn. Đây tuyến đường trong này thì rất là đẹp, nhưng biệt thự thì rất là nhiều nhà đang bỏ hoang và chưa được hoàn thiện. Cũng như là dân tình ở đây sống đang rất là ít. Cái khu trước mặt của quý vị các bạn, các cái nhà cao tầng đấy là khu Nam Cường, Nam Cường Building. Đường xá ở trong này thì rất là thoáng và có đường chính thì có tận 6 làn đường như các bạn thấy. Nhưng mà chính như thế mà khi mà chúng ta đi xe cô ở trong này thì cũng rất là thoáng. Và đây cũng là một trong những cái nơi mà để cho những người học lái xe, người ta tập lái. Và trước mặt của việc bạn là một loạt các cái căn nhà liền kề mà chưa có người ở. Đây hai bên đường là các cái căn liền kề, biệt thự liền kề mà không có, chưa có người ở các bạn. Dân tình sống ở đây cũng đang rất là thưa thớt. Và đây là một cái vườn hoa của khu rừng nội. Về cảm nhận của cá nhân của Minh Toàn thì thấy cái khu rừng nội này cũng là một trong những cái khu mà rất là mát mẻ và nếu mà để sống thì cũng thật là lý tưởng. Về lâu về dài thì đây là một cái khu mà phát triển của quận Hà Đông, rất là sầm uất của quận Hà Đông và cũng như là thành phố Hà Nội. Chính vì thế mà quý vị bạn, nếu mà quý vị bạn có muốn đầu tư ở trong khu rừng nội này thì
nếu quý vị bạn có thể kinh tế thì chúng ta cũng có thể là đầu tư ở trong khu này được. Nhưng mà theo cảm nhận của cá nhân Minh Toàn thì nếu mà chúng ta đầu tư trong này thì khoảng 3 năm nữa thì khoảng trong này nó mới sầm uất được. Chứ như nhìn bây giờ đang còn leo tèo lắm. Đường xá cho đến cơ sở hạ tầng thì rất là sầm uất. Nhưng mà để mà nói đầu tư để mà về bất động sản thì ta không nên đầu tư ở đây. Ở Hà Nội hiện giờ thì có rất là nhiều cái khu đô thị mà đang rất là nóng. Ví dụ như là khu đô thị Thanh Hà của Senco 5. Đấy là một trong những cái khu đô thị mà có thể nói là về bất động sản là đang nóng nhất ở Hà Nội bây giờ. Đấy quý vị bạn thấy ở đường ở trong khu dân nuôi này rất là đẹp. Trong khu dân nuôi này thì các cái ngã tư đều có các chốt bảo vệ. Chính vì thế mà khi mà quý vị bạn vào cái khu dân nuôi này thì quý vị bạn có thể tìm địa chỉ, có thể là liên hệ hoặc hỏi các cái chú bảo vệ để được sự giúp đỡ của các chú đấy. Các chú bảo vệ thì cũng giúp đỡ rất là nhiệt tình. Và đây là đường ra của khu dân nội quý vị bạn. Đây là đường ra khu dân nội. Và ở đây là khu dân nội là nó nằm ở giữa của ba cái tuyến đường. Đó là đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn và đường Tô Hữu. Và như quý vị quan thấy ở đây có một hồ rất là rộng. Và người ta cũng đang xây dựng các khu vui chơi giải trí cũng như là cây xanh xung quanh. Hồ khá rộng quý vị các bạn. Và mời quý vị các bạn chúng ta dạo quanh cái chỗ khu vườn hoa này xem ở khu này nó có đẹp không nhá. Đấy, các cái vườn hoa quý vị các bạn thấy rất là tuyệt vời. Rất là mát mẻ. Nhưng mà các căn biệt thự ở đây thì theo đánh giá của cá nhân Minh Toàn thì khoảng được 2% người ở. Còn lại là đang bỏ hoang hết quý vị các bạn. Và khi mà chúng ta đi ngược trở lại phía sau là chúng ta ra đường Trọng Tấn, Lê Trọng Tấn. Còn chúng ta nếu mà chúng ta đi ra đường này, xong đó chúng ta rẽ phải. Đây chúng ta rẽ phải ở đây. Đây là cái trục đường vào khu đô thị Dương Nội. Và chúng ta đi đường này là ra phía đầu kia, đó là đường Tố Hữu của quận Hà Đông. Như các bạn đang thấy là ở đây rất là nhiều căn biệt thự và hầu như là chưa có người ở luôn. Các cái căn nhà xây rất là đẹp quý vị các bạn. Nhìn rất là kiên cố giống của thời Pháp. Và cũng không ít căn nhà như trước mặt quý vị các bạn đang bỏ hoang, phần thô vẫn chưa xong. Khoảng gần một năm đổ về đây thì bất động sản ở Hà Đông này đang nóng lên. Và chính vì thế mà bây giờ quý vị các bạn cũng đang thấy là rất là nhiều anh thợ xây cũng như là xây dựng để mà xây dựng khu này. Còn như cách đây Minh Toàn đi cách đây một thời gian thì trong này hầu như là yên lắng hết, không có các cái hoạt động gì.
Và chúng ta đang đi ra ở đây là đường Ngô Thi Nhâm. Ngô Thi Nhâm ở đây là Ngô Thi Nhâm ở trong khu rừng nội, quý vị bạn nhé, chứ không phải là Ngô Thi Nhâm của Hà Đông đâu. Bởi vì khi đến Hà Nội thì quý vị bạn nói một cái đường, chẳng hạn như mình toàn nói cái đường là đường Ngô Thi Nhâm này đi, thì đây là Ngô Thi Nhâm của khu Dương Nội Hà Đông, chứ không phải là Ngô Thi Nhâm ở Hà Đông Hà Nội, và cũng không phải là Ngô Thi Nhâm của thủ đô Hà Nội. Và trước mặt quý vị bạn cũng rất là nhiều căn biệt thự liền kề đang bỏ trống. Thì hôm nay Minh Toàn đang đi ra ngoài cái tuyến đường là tuyến đường Tố Hữu, và cũng như các bạn thấy là đằng trước là một số cái tòa nhà cao tầng, đây là hai bên của đường Tố Hữu. Thì để không bỏ lỡ những video mới thú vị của kênh cũng như là về Hà Nội ngày nay, thì rất mong quý vị bạn chúng ta hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới thú vị hữu ích. Hôm nay Minh Toàn xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo.